Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, số phiếu tín nhiệm cao 323 phiếu, chiếm 66,6%. Số phiếu tín nhiệm 146 phiếu, chiếm 30,1%. Số phiếu tín nhiệm thấp 6 phiếu, chiếm 1,24%. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, số phiếu tín nhiệm cao 437 phiếu, chiếm 90,1%. Số phiếu tín nhiệm 34 phiếu, chiếm 7,01% số phiếu tín nhiệm thấp, 4 phiếu, chiếm 0,82%. Bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, số phiếu tín nhiệm cao, 372 phiếu, chiếm 76,7%. Số phiếu tín nhiệm, 91 phiếu, chiếm 18,76%. Số phiếu tín nhiệm thấp, 11 phiếu, chiếm 2,27%. Ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội, số phiếu tín nhiệm cao 374 phiếu, chiếm 77,11%. Số phiếu tín nhiệm 92 phiếu chiếm 18,97%. Số phiếu tín nhiệm thấp 9 phiếu chiếm 1,86%. Ông Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội. Số phiếu tín nhiệm cao 327 phiếu chiếm 67,42%. Số phiếu tín nhiệm 135 phiếu chiếm 27 27,84%. Số phiếu tín nhiệm thấp 13 phiếu chiếm 2,68%. Ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội, số phiếu tín nhiệm cao 362 phiếu chiếm 74,64%. Số phiếu tín nhiệm 102 phiếu chiếm 21,03%. Số phiếu tín nhiệm thấp 7 phiếu chiếm 1,44%. Bà Nguyễn Thúy Anh, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, số phiếu tín nhiệm cao 210 phiếu chiếm 43,3%, số phiếu tín nhiệm 232 phiếu chiếm 47,84%, số phiếu tín nhiệm thấp 32 phiếu chiếm 6,6%. Ông Phan Thanh Bình, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, số phiếu tín nhiệm cao 326 phiếu chiếm 67,22% số phiếu tín nhiệm 146 phiếu chiếm 30,1%, số phiếu tín nhiệm thấp 2 phiếu chiếm 0,41%. Ông Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Số phiếu tín nhiệm cao 290 phiếu, chiếm 59,79%. Số phiếu tín nhiệm 181 phiếu, chiếm 37,32%. Số phiếu tín nhiệm thấp 3 phiếu, chiếm 0,62%. Ông Phan Xuân Dũng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Số phiếu tín nhiệm cao 276 phiếu, chiếm 56,91%. Số phiếu tín nhiệm 176 phiếu, chiếm 36,29%. Số phiếu tín nhiệm thấp 22 phiếu, chiếm 4,54%. Ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Số phiếu tín nhiệm cao 317 phiếu, chiếm 65,36% số phiếu tín nhiệm 145 phiếu chiếm 29,9%, số phiếu tín nhiệm thấp 12 phiếu chiếm 2,47%. Ông Nguyễn Văn Dầu, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, số phiếu tín nhiệm cao 330 phiếu chiếm 68,04%, số phiếu tín nhiệm 139 phiếu chiếm 28,66%. Số phiếu tín nhiệm thấp, 5 phiếu, chiếm 1,03%. Ông Nguyễn Đức Hải, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, số phiếu tín nhiệm cao 323 phiếu, chiếm 66,6%, số phiếu tín nhiệm 144 phiếu chiếm 29,69%, số phiếu tín nhiệm thấp 7 phiếu chiếm 1,44%. Bà Nguyễn Thanh Hải, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, số phiếu tín nhiệm cao 279 phiếu, chiếm 57,53%. Số phiếu tín nhiệm 171 phiếu chiếm 35,26%. Số phiếu tín nhiệm thấp 25 phiếu chiếm 5,15%. Bà Lê Thị Nga, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, số phiếu tín nhiệm cao 338 phiếu chiếm 69,69%, ,69%. số phiếu tín nhiệm 118 phiếu chiếm 24,33%, số phiếu tín nhiệm thấp 19 phiếu chiếm 3,92%. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Số phiếu tín nhiệm cao 315 phiếu, chiếm 64,95%. Số phiếu tín nhiệm 133 phiếu, chiếm 27,42%. Số phiếu tín nhiệm thấp 26 phiếu, chiếm 5,36%. Ông Vũ Hồng Thanh, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Số phiếu tín nhiệm cao 263 phiếu, chiếm 54,23%. Số phiếu tín nhiệm 182 phiếu chiếm 37,53%. Số phiếu tín nhiệm thấp 29 phiếu chiếm 5,98%. Ông Trần Văn Túy, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Số phiếu tín nhiệm cao 341 phiếu chiếm 70,31%, số phiếu tín nhiệm 120 phiếu chiếm 24,74%, số phiếu tín nhiệm thấp 14 phiếu chiếm 2,89%. Ông Võ Trọng Việt, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, số phiếu tín nhiệm cao 286 phiếu chiếm 58,97%, số phiếu tín nhiệm 166 phiếu chiếm 34,23%, số phiếu tín nhiệm thấp 23 phiếu chiếm 4,74%. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ, số phiếu tín nhiệm cao 393 phiếu chiếm 81,03%, số phiếu tín nhiệm 68 phiếu chiếm 14,02%. Số phiếu tín nhiệm thấp 14 phiếu chiếm 2,89%. Ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, số phiếu tín nhiệm cao 336 phiếu chiếm 69,28%. Số phiếu tín nhiệm 122 phiếu chiếm 25,15%. Số phiếu tín nhiệm thấp 15 phiếu chiếm 3,09%. Ông Phạm Bình Minh phó thủ tướng chính phủ, bộ trưởng bộ ngoại giao. Số phiếu tín nhiệm cao 377 phiếu chiếm 77,73%. Số phiếu tín nhiệm 85 phiếu chiếm 17,53%. Số phiếu tín nhiệm thấp 10 phiếu chiếm 2,06%. Ông Vương Đình Huệ, phó thủ tướng chính phủ, số phiếu tín nhiệm cao 354 phiếu chiếm 72,99%. Số phiếu tín nhiệm 103 phiếu chiếm 21,24%, số phiếu tín nhiệm thấp 17 phiếu chiếm 3,51%. Ông Vũ Đức Đam phó thủ tướng chính phủ, số phiếu tín nhiệm cao 305 phiếu chiếm 62,89%, số phiếu tín nhiệm 140 phiếu chiếm 28,87%, số phiếu tín nhiệm thấp 28 phiếu chiếm 5,77%. Ông Trịnh Đình Dũng phó thủ tướng chính phủ, số phiếu tín nhiệm cao 210 phiếu chiếm 43,3%. Số phiếu tín nhiệm 212 phiếu chiếm 43,71%, số phiếu tín nhiệm thấp 50 phiếu chiếm 10,31%. Ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, số phiếu tín nhiệm cao 341 phiếu chiếm 70,31%. Số phiếu tín nhiệm 120 phiếu chiếm 24,74%. Số phiếu tín nhiệm thấp 12 phiếu chiếm 2,47%. Ông Tô Lâm Bộ trưởng Bộ Công an. Số phiếu tín nhiệm cao 273 phiếu, chiếm 56,29%. Số phiếu tín nhiệm 149 phiếu, chiếm 30,72%. Số phiếu tín nhiệm thấp 51 phiếu, chiếm 10,52%. Ông Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Số phiếu tín nhiệm cao 169 phiếu, chiếm 34,85%. Số phiếu tín nhiệm 270 phiếu, chiếm 55,67%. Số phiếu tín nhiệm thấp 34 phiếu chiếm 7,01%. Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, số phiếu tín nhiệm cao 226 phiếu chiếm 46,6%, số phiếu tín nhiệm 188 phiếu chiếm 38,76%, số phiếu tín nhiệm thấp 57 phiếu chiếm 11,75%. Ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Số phiếu tín nhiệm cao 255 phiếu chiếm 52,58%, số phiếu tín nhiệm 203 phiếu chiếm 41,86%, số phiếu tín nhiệm thấp 14 phiếu chiếm 2,89%. Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số phiếu tín nhiệm cao 307 phiếu chiếm 63,3%, số phiếu tín nhiệm 153 phiếu chiếm 31,55%, số phiếu tín nhiệm thấp 12 phiếu chiếm 2,47%. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, số phiếu tín nhiệm cao 258 phiếu, chiếm 53,2%. Số phiếu tín nhiệm 189 phiếu, chiếm 38,97%. Số phiếu tín nhiệm thấp 25 phiếu, chiếm 5,15%. Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số phiếu tín nhiệm cao 169 phiếu, chiếm 34,85%. Số phiếu tín nhiệm 208 phiếu, chiếm 42,89%. Số phiếu tín nhiệm thấp 97 phiếu chiếm 20%. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, số phiếu tín nhiệm cao 229 phiếu chiếm 47,22%. Số phiếu tín nhiệm 195 phiếu chiếm 40,21%. Số phiếu tín nhiệm thấp 49 phiếu chiếm 10,1%. Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, số phiếu tín nhiệm cao 273 phiếu chiếm 56,29%. Số phiếu tín nhiệm 175 phiếu chiếm 36,08%, số phiếu tín nhiệm thấp 24 phiếu chiếm 4,95%. Ông Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây Dựng, số phiếu tín nhiệm cao 159 phiếu chiếm 32,78%, số phiếu tín nhiệm 226 phiếu chiếm 46,6%, số phiếu tín nhiệm thấp 89 phiếu chiếm 18,35%. Ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, số phiếu tín nhiệm cao 197 phiếu chiếm 40,62% số phiếu tín nhiệm 208 phiếu chiếm 42,89%, số phiếu tín nhiệm thấp 69 phiếu chiếm 14,23%. Ông Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, số phiếu tín nhiệm cao 339 phiếu, chiếm 69,9%. Số phiếu tín nhiệm 122 phiếu, chiếm 25,15%. Số phiếu tín nhiệm thấp 11 phiếu, chiếm 2,27%. Ông Lê Minh Khái, Tổng thanh tra Chính phủ, Số phiếu tín nhiệm cao 304 phiếu chiếm 62,68%. Số phiếu tín nhiệm 158 phiếu chiếm 32,58%. Số phiếu tín nhiệm thấp 12 phiếu chiếm 2,47%. Ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Số phiếu tín nhiệm cao 318 phiếu chiếm 65,57%. Số phiếu tín nhiệm 134 phiếu chiếm 27,63%. Số phiếu tín nhiệm thấp 22 phiếu, chiếm 4,54%. Ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, số phiếu tín nhiệm cao 140 phiếu chiếm 28,87%, số phiếu tín nhiệm 194 phiếu chiếm 40%, số phiếu tín nhiệm thấp 137 phiếu chiếm 28,25%. Ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, số phiếu tín nhiệm cao 157 phiếu chiếm 32,37%, số phiếu tín nhiệm 250 phiếu chiếm 51,55%, số phiếu tín nhiệm thấp 64 phiếu chiếm 13,2%. Ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, số phiếu tín nhiệm cao 142 phiếu chiếm 29,28%, số phiếu tín nhiệm 221 phiếu chiếm 45,57%, số phiếu tín nhiệm thấp 107 phiếu chiếm 22,06%. Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Số phiếu tín nhiệm cao 148 phiếu chiếm 30,52%. Số phiếu tín nhiệm 252 phiếu chiếm 51,96%. Số phiếu tín nhiệm thấp 72 phiếu chiếm 14,85%. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế. Số phiếu tín nhiệm cao 224 phiếu chiếm 46,19%. Số phiếu tín nhiệm 197 phiếu chiếm 40,62%. Số phiếu tín nhiệm thấp 53 phiếu chiếm 10,93%. Ông Nguyễn Hòa Bình tranh án tòa án nhân dân tối cao, số phiếu tín nhiệm cao 286 phiếu chiếm 58,97%, số phiếu tín nhiệm 171 phiếu chiếm 35,26%, số phiếu tín nhiệm thấp 18 phiếu chiếm 3,71%. Ông Lê Minh Chí, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, số phiếu tín nhiệm cao 204 phiếu chiếm 42,06% số phiếu tín nhiệm 229 phiếu chiếm 47,22%, số phiếu tín nhiệm thấp 41 phiếu chiếm 8,45%. Ông Hồ Đức Phước, Tổng Kiểm toán Nhà nước, số phiếu tín nhiệm cao 245 phiếu chiếm 50,52%, Số phiếu tín nhiệm 194 phiếu chiếm 40%, số phiếu tín nhiệm thấp 36 phiếu chiếm 7,42%.